Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ hai, một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, thì ra chú Bảy là thủ phạm. Và hàng triệu người dân Mỹ đã biết nguyên nhân vì sao chú Bảy muốn cái điều này nó xảy ra. Nội dung thứ hai, hàng trăm nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ đang kêu gọi chú Bảy mở cửa. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, vui vẻ, yêu đời, tích cực thì bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nhé. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới cái chuyện rầm rộ cả trăm nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ kêu gọi chính quyền của chú Bảy cũng như là chú Bảy hãy mở cửa điện Capitol đi. Tại sao biên giới thì mở cửa như chợ cá mà cái nơi mà người Mỹ cần đến lại đóng cửa? Và trước khi đi vào cái điều đó, tôi xin chia sẻ điện Capitol là gì để cho em út, bạn bè, anh chị, cô chú bác nào mà chưa có hiểu được thì sẽ biết. Nó như thế này nè các bạn, khu phức hợp Capitol là một trong những địa điểm nhộn nhịp nhất của Hoa Kỳ nói chung cũng như là của Washington DC nói riêng, với hàng ngàn du khách mỗi ngày đến đây để thăm các di tích lịch sử của nước Mỹ, ví dụ như là điển hình di tích lịch sử điện Rotunda. Rồi bên cạnh đó, hàng ngàn hàng triệu cá nhân nộp thuế giống như chúng ta và các thành viên của các nhóm vận động chính trị, các nhóm bất lợi vụ, những nhà ngoại giao từ nước ngoài đến đây để gặp những người dân biểu để nói lên ý kiến của mình hay sao. Sau đó các bạn nói hôm nay là ok, nơi này là một cái nơi mà có thể nói là nổi tiếng của Washington DC, tại vì là nơi du lịch để cho bà con người dân Mỹ đến đây để tìm hiểu thêm về cái di tích của lịch sử nước Mỹ. Nhưng trong cái thời gian vừa qua, chính quyền của chú Bảy đã đóng cửa cái nơi này và chưa có chịu mở cửa, kể luôn cả hiện tại bây giờ vẫn chưa chịu mở cửa. Tại vì chú Bảy nói là dịch dân, cho nên không nên mở cửa cái nơi này. Và vào ngày hôm qua, trong số 50 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa thì tất cả 50 này họ đã ủng hộ cái nghị quyết và đang đưa lên cho chú Bảy để mà kêu gọi mở cửa cái điện Capitol. Bên cạnh đó thì ở dưới hạ viện rầm rộ cả trăm dân biểu, cả luôn các dân biểu của đảng Dân Chủ cũng kêu gọi chủ tịch Bảy Lớp Xe và chú Bảy nên mở cửa lại, tại vì người dân Mỹ nên được đi vào nơi này để tham quan, để biết được cái di tích lịch sử của nước mình. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Thì vào ngày hôm qua, gần 50 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã nói là cái việc đóng cửa điện Capitol của Hoa Kỳ là một cái chuyện phi lý và không thể nào chấp nhận được. Họ nói là người dân Hoa Kỳ đã từ lâu rồi, đáng lẽ thượng viện phải mở cửa lại cho những người đã cử chúng ta đến đây để đại diện cho họ, để họ được đi vào bên trong này, để họ tìm hiểu lịch sử và họ du lịch, họ tham quan này nọ kia. Đó là những gì mà tất cả các thượng nghị sĩ đã kêu gọi mở cửa điện Capitol đã chia sẻ với Epoch Times vào ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì họ còn nói nhờ chiến dịch War Swap và vaccine đã có sẵn từ hơn một năm nay dưới chính quyền của Tổng thống Trump, cho nên có rất là nhiều người đã chích ngừa và người dân Mỹ đã từ coi như là bất chấp đại dịch đã trở lại cuộc sống bình thường từ lâu. Hầu như là ví dụ như là các trận football hàng rầm rộ chục ngàn người đi xem. Tại sao thế thôi là họ sống bình thường rồi, tại sao cái điện Capitol lại vẫn đóng cửa không muốn người dân đi vào nơi này? Đó là những gì mà chính quyền của chú Bảy đang muốn là như vậy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện hàng triệu người dân Mỹ họ đã biết được ai là thủ phạm và lý do tại sao chú Bảy muốn cái điều này nó xảy ra. Ghê gớm quá, mời các bạn nghe nhé. Thì ra chú Bảy là thủ phạm. Nó như thế này nè các bạn, thì vào ngày hôm qua,
theo tờ báo Daily Mail, người ta đã, tất cả những người độc giả đã chỉ trích gay gắt chú Bảy. Tại vì trong thời gian vừa qua, chú Bảy là người duy nhất kích động cái chuyện chiến tranh ở Ukraine. Và ông ta đã 5 lần 7 lượt chỉ ngón tay về phía Nga và nói Nga sẽ quánh Ukraine. Nhưng thật sự thì không có chuyện gì xảy ra so far, và Nga cũng chưa bao giờ lên tiếng nói là quánh Ukraine. Vậy thì ai chính là chú Bảy, và tại sao chú Bảy kích động cái chuyện chiến tranh ở Ukraine? TT chú Bảy đang cố tình làm leo thang tình hình căng thẳng ở Ukraine để đánh lạc hướng người dân Mỹ khỏi các vấn đề chính trị trong nước. Ví dụ điển hình là ông ta đang cố gắng chuyển sự chú ý của người dân Mỹ đến vấn đề Ukraine, để người dân Mỹ không quan tâm đến cái chuyện hậu quả kinh tế và coronavirus cũng như là hậu quả của con virus. Rồi, chú Bảy tránh xa những cái điều mà hiện tại bây giờ biên giới đang bị khủng hoảng để đưa người dân Mỹ đi all the way đến Ukraine. Rồi, và hàng triệu người dân Mỹ người ta nói như thế này: chú Bảy là người đang muốn cuộc chiến tranh chứ không phải ông Putin. Nếu tôi là Putin, tôi sẽ cho chú Bảy tiếp tục dự đoán và làm cho mình trở nên ngu ngốc và ngốc nghếch. Tức là như thế này nè các bạn, trong cái thời gian vừa qua, ông Putin chưa bao giờ nói một câu là sẽ đem quân đi đánh một ai hết. Ông ta đang dồn quân về biên giới phía Ukraine để tập trận thường niên giống như mọi năm. À, thấy chưa? Nhưng tự nhiên chú Bảy 5 lần 7 lượt la làng lên rồi. Và tại sao chú Bảy muốn la làng lên? Tức là đánh lạc hướng người dân Mỹ và cộng đồng thế giới về những cái hậu quả mà chú Bảy đã gây ra trong 12 tháng vừa qua, về tình hình coronavirus, về cái chuyện khủng hoảng kinh tế, về cái chuyện xăng dầu lên giá và lạm phát. Và ông ta tưởng người dân Mỹ dễ bị gạt, nhưng thật sự thì người dân Mỹ đều biết chú Bảy đang chơi chiêu. Ông ta vừa đánh trống vừa la làng, cái ý là như vậy đó các bạn nhé. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ hai, tối nay cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra, thì tối nay cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai, xem về nhà cửa, thức ăn, phong cảnh, cuộc sống người Việt ở Mỹ, xem cho vui, xem để giải trí. Nếu thấy hay thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông kế bên của channel thứ hai để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Have a good day. Bye bye.